người rạng ngời trong niềm hạnh phúc mới, kẻ xót xa phẫn uất vì tiếc nuối. Bây giờ anh không chịu làm là làm sao? Anh muốn tiền thôi chứ gì? Được, tôi trả gấp 3. Gấp 4. Được. Xác nhận giao dịch. Bình yên nào cho cuộc hôn nhân ấy, khi cảm giác thua cuộc vốn chưa từng tồn tại trong lòng em gái trả sách. Chỉ một mình anh, chỉ một mình anh là vẫn luôn yêu em mà đúng không? Hai đứa khốn kiếp kia, nó đang tân hôn. Tân hôn. Linh à, khốn nạn. Cực kỳ hấp dẫn với những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Tình Yêu Bất Tử, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.